Sáng ngày 11 tháng 9, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư Nông nghiệp Hồng Quang tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ, đánh giá mô hình sản xuất giống lúa Hương Bình vụ mùa 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Triều, Phó Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, huyện ủy viên, trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo và cán bộ phụ trách nông nghiệp 28 xã, thị trấn, nhằm đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu, khí hậu thổ nhưỡng của tỉnh, vụ mùa 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư Nông nghiệp Hồng Quang, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Di triển khai mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng Hương Bình tại cánh đồng thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di với quy mô 1 hectare. Sau khi tham quan mô hình, các đại biểu đánh giá giống lúa thuần Hương Bình có thời gian sinh trưởng ngắn, từ 100-105 ngày trong vụ mùa, phù hợp với cơ cấu sản xuất của địa phương. Cùng với đó, thân cây cứng, bông to, hạt nhiều, tỷ lệ chắc hạt cao, khả năng chống đổ tốt, chống chịu sâu bệnh khá. Đáng chú ý, năng suất trung bình ước đạt 63,2 tạ trên hecta, cao hơn 13,6 tạ trên hecta so với giống lúa đối chứng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình giống lúa thuần chất lượng cao Hương Bình, các đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện xem xét đưa giống lúa Hương Bình vào cơ cấu giống lúa của tỉnh để mở rộng diện tích sản xuất cả vụ đông xuân và vụ mùa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư Nông nghiệp Hồng Quang mở rộng triển khai ở các địa phương khác và tiếp tục thử nghiệm một số giống lúa mới triển vọng để bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa.